Vâng, thưa quý vị, trong cuộc trò chuyện sáng nay thì Minh Vy xin mời quý vị dành ít phút chúng ta sẽ cùng lắng nghe những nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán đến từ anh Bùi Tiến Đức, trưởng phòng môi giới công ty cổ phần VNDirect. Xin chào anh Đức. Thưa anh, thị trường khép lại phiên đầu tuần với sắc đỏ chiếm ưu thế. Bên cạnh đó thì có nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm đã tác động đến toàn thị trường. Vậy thì phải chăng lúc này thì các nhà đầu tư đang rất là lo ngại về khả năng bán mạnh tại nhiều cổ phiếu blue chip trong đợt cơ cấu danh mục quý 3 của quỹ ETF ạ? Như chúng ta đã biết thì cuối tuần này hai quỹ ETF sẽ tiến hành giao dịch review danh mục của họ, và thông thường theo đặc tính của thị trường thì mỗi lần hai quỹ ETF này review thì thanh khoản thị trường sẽ giảm lại. Và trong lần này cũng khá đặc biệt đó là họ sẽ mua vào tới 17 triệu cổ phiếu VHM. Theo tính ra của chúng tôi thì giá trị vốn hóa mua vào đâu đó là khoảng là 1.700 tỷ đồng. Và đã mua được một lượng lớn cổ phiếu VHM này như vậy thì đồng nghĩa với việc họ sẽ bán ra một lượng lớn cổ phiếu khác có sẵn trong danh mục của mình. Ví dụ như là cổ phiếu Vietcombank, cổ phiếu Novaland, cổ phiếu VIC hoặc là VRE. Và do đó là sắp tới là trong cuối tuần này chúng ta sẽ chứng kiến là một lượng cung lớn cổ phiếu ra thị trường, và với thanh khoản thấp như vậy thì tâm lý nhà đầu tư e dè với giao dịch này thì cũng là hợp lý. Và bên cạnh đó là sau tuần giao dịch này thì tới tuần giao dịch kế tiếp là sẽ đến đợt cuộc họp của Fed tăng lãi suất, và trong cuộc họp này thì thị trường kỳ vọng là 100% Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất. Và khi Fed tiến hành tăng lãi suất như vậy sẽ khiến cho đồng USD mạnh lên và thúc đẩy cho cái việc và dòng vốn trên thị trường tài chính toàn cầu đổ về Mỹ, và đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Và do đó với những cái thông tin không mấy tốt đẹp như vậy thì rõ ràng là thị trường tỏ nên e dè và thận trọng cũng là điều hợp lý. Vâng, và cũng giống như tuần trước thì chúng ta nhận thấy rằng rõ ràng cổ phiếu dầu khí đã vẫn tiếp tục tăng tốc. Vậy thì không biết là quan điểm của anh đánh giá về cái nhóm ngành này như thế nào? Thật ra mà nói, đối với trong bối cảnh hiện nay thì thị trường chúng ta đang đối mặt với những thông tin không tốt về vĩ mô, ví dụ như là cuộc chiến tranh thương mại hoặc là tỷ giá trong những tuần gần đây thì tăng lên là nóng. Đối với nhóm dầu khí nói riêng đó thì các công ty ở nhóm dầu khí này thì gần như là không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại này. Tại vì sao? Tại vì dù có chiến tranh thương mại hay dù có vấn đề gì xảy ra nữa thì chúng ta cũng cần phải tiêu thụ điện, và các công ty nhiệt điện cũng cần phải có nhập vào một lượng khí nhất định để mà hoạt động nhà máy. Do đó là gần như là các công ty dầu khí này không bị ảnh hưởng. Về vấn đề về tỷ giá thì gần như là các công ty dầu khí này đều là khai thác tài nguyên lên để mà bán, do đó là cũng không bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào. Và cái đến cuối cùng đó là cái về đặc điểm chung của các nhóm công ty dầu khí đó là họ có một lượng tiền mặt ở công ty rất là lớn. Và nếu như mà thời gian sắp tới mà xu hướng siết chặt chính sách tiền tệ ở các nước trong khu vực, hoặc là như ở Mỹ đang xảy ra, hoặc là như sắp tới ở Nhật Bản, ở châu Âu mà có ảnh hưởng đến Việt Nam và khiến cho Việt Nam tăng lãi suất, thì gần như là các công ty này sẽ không bị ảnh hưởng. Vâng, và song song với đó thì có rất là nhiều ý kiến cho rằng tuần giao dịch này sẽ là một cái tuần tích lũy của thị trường, và nhà đầu tư thì nên thận trọng trong các hoạt động giao dịch. Không biết là với cái quan điểm cá nhân của mình thì anh Đức nghĩ sao ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm này, khi mà thị trường sắp tới là hai quỹ ETF review sẽ bán ra một lượng lớn các blue chip khác, rồi sắp tới là Fed tăng lãi suất, thì chúng ta nên giữ danh mục ở một mức vừa phải và luôn có sẵn tiền mặt trong danh mục. Thay vào đó thì chúng ta sẽ chờ cho hai tuần biến động này trôi qua, và tới đầu tháng 10 thì tôi nghĩ thị trường sẽ trở nên tích cực hơn, với kỳ vọng là vào các kết quả kinh doanh tích cực từ một số nhóm ngành. Vâng, thưa anh Đức, trước sự điều chỉnh của các cổ phiếu blue chip thì chúng tôi cũng cho rằng dòng tiền đang dịch chuyển sang các cổ phiếu mid cap và penny. Vậy thì anh nhận định như thế nào về điều này? Thực tế thì cái việc này nó đang diễn ra, và trong những phiên giao dịch gần đây thì dòng tiền có đổ vào nhóm Midcap và Penny. Một lý do đơn giản là khi mà thanh khoản thị trường thấp như vậy thì nhóm Midcap và nhóm Penny có cái lượng vốn hóa là vừa và nhỏ, do đó chỉ cần một lượng tiền vừa phải là có thể kích giá của nhóm cổ phiếu này lên rất là cao, và do đó là vô hình chung là sẽ thu hút thêm được thị trường. Rồi đặc biệt là ở những một số nhóm cổ phiếu Midcap có những cái câu chuyện kết quả kinh doanh riêng, ví dụ như là nhóm dệt may và nhóm thủy sản. Hai nhóm này thì đang được hưởng lợi về tỷ giá, vì đặc thù của hai nhóm này là thuần về xuất khẩu. Cái đến là thị trường cũng đang kỳ vọng là khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra thì các đơn hàng từ Trung Quốc sẽ dịch chuyển dần về Việt Nam để mà tránh cái việc áp thuế hàng hóa. Do đó là vô hình chung là tạo ra nhiều câu chuyện riêng và hấp dẫn đối với một số nhóm này. Tuy nhiên đối với cổ phiếu Midcap và Penny này thì tôi cũng muốn khuyên nhà đầu tư là chọn thật kỹ, chứ không phải là cổ phiếu nào mua cũng có thể lời cả. Với quan điểm cá nhân thì tôi khuyên nhà đầu tư là nên chọn mua những cổ phiếu có những cái câu chuyện rõ ràng, có những kết quả kinh doanh rõ ràng, và đừng đánh đồng tất cả những cổ phiếu tốt và xấu vào chung một rổ. Vâng, rất là cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, hy vọng rằng với những nhận định và quan điểm của anh Bùi Tiến Đức đã giúp cho quý vị khán giả và đặc biệt là các nhà đầu tư chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về diễn biến của thị trường chứng khoán. Và đến đây thì chương trình Giờ Tinh Sái cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.